Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình Phước Sửu, Thúy Bình. Hôm nay hai chị em mình sẽ tư vấn cho quý anh chị một cái sản phẩm Conotel đặc biệt, một cái dự án cụm dự án tại Hồ Tràm, phong chị Thúy Bình. Đúng rồi, là Isora Hồ Tràm Chip, The Grand Hồ Tràm. Thì chị Thúy Bình có thể chia sẻ một ít cái thông tin về cái dự án này và chủ đầu tư là ai và quy mô như thế nào để cho quý anh chị ở đây nắm rõ hơn về dự án được không? Chủ đầu tư của Isora Hồ Tràm đó là Hồ Tràm Chip và được kết nối bởi chủ đầu tư lớn nhất trên thế giới, đó là quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài, đó là Warburg Pincus và Vina Capital là số 1 của Việt Nam. Tổng quy mô ở đây là tầm khoảng 164 hecta và chạy dài thêm một cái cung đường ven biển gần 4 km. Khá đặc biệt không chị? Đúng rồi, cung đường Hồ Tràm trải dài có rất là nhiều dự án, nhưng tại sao mà mình rất là vui và hạnh phúc để chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về dự án Isora Hồ Tràm. Thì ngay lúc này thì Bình và Phước Sửu có mặt tại Sa Bàn ở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cái sản phẩm ngày hôm nay thì Phước Sửu và chị Thúy Bình muốn giới thiệu đến quý anh chị là một số cái căn biệt thự ở đây là view trực diện biển và một số gọi là condotel, shop house, penthouse và duplex. Ngoài ra thì tổng diện tích ở phân khu 2 Isora 1 mới ra mắt là cuối năm 2022 thôi. Thế nhưng mà chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã thu hút 100 nhà đầu tư sở hữu tại căn ngoài biệt thự và condotel tại nơi đây. Gần đây nhất thì những căn biệt thự là đang được gọi là chốt deal liên tục và khách xuống cọc liền tay, mặc dù trong thị trường đang cực kỳ khó khăn. Một số căn hiện tại vừa chốt deal có phải là 72 tỷ không? 72 tỷ đó là căn Beach Villa. Beach Villa đấy ạ, ngay cửa ngõ và nhìn thấy view trực diện biển luôn. Đúng rồi, theo như Phước Sửu đang bay lay cam thì mọi người nhìn thấy thì một cái tổng quan của dự án khá đẹp. Một bên là rừng nguyên sinh và một mặt đó là biển. Nói về tổng quan của dự án thì giống như chị Thúy Bình vừa phân tích, đó là biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Thì một bên biển, một bên rừng và ở giữa là gọi là nhân trung tâm, thì gồm có dự án bên mình và một cái sân golf cực kỳ đẹp. Đầy đủ hội tụ ba yếu tố. Các bạn có biết không quý vị anh chị, đó là một cái tâm điểm hay đó là một cái vị trí dự án độc nhất tại cung đường Hồ Tràm, hội tụ ba yếu tố. Thứ nhất là sân bay có casino và trung tâm đó là biển và sân golf. Quá tuyệt vời, là một nơi cùng mà những cái tiện ích gọi là nghỉ ngơi bậc nhất tại Hồ Tràm hiện tại. Và như mọi người đang nhìn thấy thì Caramel có thể là quay rõ hơn về cái biệt thự này. Chị Phong, chị Thúy Bình, một số cái căn giống như chị Thúy Bình đang nói là Beach Villa Phong thì Beach Villa và Beach Freerun, có nghĩa là có đa dạng các diện tích tại dọc tuyến đường cung Hồ Tràm, gồm có những cái diện tích căn hộ trước biển, đó là những diện tích xây dựng và diện tích lọt lòng tim tường từ 300 cho đến 500 mét vuông và độ cao tầng từ 5 cho đến 11 mét giật. Đúng. Cấp có thể là nhiều các căn đều nhìn thấy view hướng biển, trực diện biển luôn, kể cả những căn như là Sea Villa độ cao tầng từ 5 cho đến 7 mét khối đế đều nhìn thấy view trực diện biển. Chính xác, chủ đầu tư là rất tinh tế xây dựng khi mà tất cả những cái căn villa kết hợp tất cả những căn condotel và shop house, penthouse, duplex đều có tầm view là nhìn trực diện về biển phong chị. Đúng rồi, và chủ đầu tư rất là tỉ mỉ và thiết kế độ cao tầng và shop house ở dưới hai tầng khối đế độ cao từ 5 cho đến 11 mét và những tầng lệch nhau là từ 11 mét cho đến 23 mét đều nhìn thấy view trực diện biển. Các anh chị có biết không? Có nghĩa là từ căn tầng 1 là gọi là căn terrace, có nghĩa là có những căn mà view hồ bơi thì là chúng ta nhìn thấy căn tầng 1 thôi, nhưng mà thực tế là độ cao nền ở dưới đây từ 23 mét. Căn tầng 1 như condotel, căn hộ khách sạn, nhưng mà những căn hộ bình thường thì đó chính là tầng 6 và tầng 7 đấy ạ. Tầng 6 và tầng 7, chính xác chị. Thì có một điểm đặc biệt trong những cái căn condotel mà không có những cái chủ đầu tư nào làm được, đó là trong một số căn condotel này thì có bên trong căn hộ còn có hồ bơi và jacuzzi, bể sục, giúp cho những chủ nhân ở đây sở hữu thư giãn rất là thoải mái, relax. Đúng rồi, ở đây thì mình có thể là tắm 3 hình thức. Đúng rồi, 3 hình thức gồm có những hồ bơi này, bể sục jacuzzi và những bể bơi ngay bờ tràn ở trong nhà nữa luôn. Đúng, chính xác. Mọi người cùng theo dõi với Thúy Bình và Phước Sửu trong video phía sau thì sẽ là review tất cả những cái tiện ích trong cái cụm Hồ Tràm Grand Trip này nha. Dạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.